rồi mến chào hết tất cả anh em và các bạn thì trở lại với buổi chiều ngày hôm nay thì sau khi mưa một ngày thì buổi chiều mình cũng đi thăm lúa các bạn thì đối với lúa đại thăm tám này của mình thì mình cấy hôm bữa mùng 5 thì bữa nay là vừa tròn một tháng các bạn thì ngày hôm nay mình tiến hành rút nước và ở cái giai đoạn hiện tại thì lúa của mình cũng tạm thời là đã kính tán các bạn À, và đối với cái à, tình hình thời tiết ở cái à, vụ à, thu đông này thì à, hiện tại ở trên à, cái à, khu vực ruộng của mình các bạn thì sâu cuốn lá rất là, à, là mạnh hầu như là tất cả các cái à, miếng ruộng đều là bị à, sâu cuốn lá tấn công mặc dù à, à, chúng ta có phun hay không thì nó vẫn bị sâu cuốn lá và đối với lúa cấy của mình thì cũng bị các bạn thì hôm bữa mình cũng đã có phun và một số cái lá nó trắng trắng đó thì nó các bạn anh em và các bạn thấy là một số cái lá trắng là nó đã bị khi mình phun các bạn thì con sâu lá nó chết thì khoảng chừng 3 đến 4 ngày sau thì cái hiện tượng trắng lá nó sẽ xảy ra và khi mà phun sâu cũng lá như vậy đó thì chúng ta cũng phải đối với cái giai đoạn bình thường những cái vụ trước đó các bạn đối với thông thường thì chúng ta khi chúng ta thấy trắng lá như vậy thì chúng ta cũng không nên vội phun lại và chúng ta phải lội xuống ruộng và kiểm tra còn chúng ta thấy cái dấu hiệu là nó có cuốn lá mới hay không và nó còn con sâu bên trong hay không mà chúng ta mới tiến hành quyết định phun hay không nha các bạn thì nó ở những cái giai đoạn khác nhau còn ví dụ như đối với cái sâu cuốn lá mà ở trên những cái ruộng mà chúng ta xạ dày đó các bạn thì chúng ta cũng không có bận tâm với giai đoạn nhỏ đâu nàng không hết lá chúng ta nói đâu các bạn thì những cái chân cuộn mà chúng ta cần quan tâm nha đối với sâu cuốn lá là những cái chân cuộn thưa mà chúng ta cần nó đến cái sự nảy chồi của cây lúa các bạn thì cái chúng ta có cái nhu cầu để cho cái lúa nảy chồi thì chúng ta chúng ta cần phun cái cái đối tượng sâu cuốn lá tại vì sâu cuốn lá nó tấn công thì nó làm à, cây lúa quan hợp thấp đi thì cái khả năng nảy chồi nó lại kém các bạn thì chúng ta cũng cần quản lý cái sâu cuốn lá trên cái lúa thưa còn đối với những cái chân cuộn mà lúa dày thì chúng ta không cần thiết và đặc biệt đối với sâu cuốn lá thì đến thời điểm hiện tại thì cái hoạt chất uh, chlorphenabyl thì nó vẫn còn rất là hiệu quả đối với sâu cuốn lá và chúng ta phun có thể nó chết tận ở trong cái uh, cái lá cuốn thì đó là những cái uh, cái điều mà mình uh, chia sẻ đến với anh em và các bạn và đối với cái hoạt chất chlorphenabyl thì mình thấy uh, tất cả những cái sản phẩm trên thị trường thì uh, hầu như cái chất lượng nó tương đương nhau nó cũng có thể nó có cái sự chênh lệch cho một số cái nguồn nguyên liệu thì hiện tại trên thị trường thì cũng có nhiều công ty có sản phẩm đó thì đến thời điểm hiện tại thì mình thấy là cái hoạt chất đó của cái hãng bát thì mình nghĩ là nó nổi tiếng nhất ở trên thị trường đến thời điểm hiện tại thì nó hầu như nó có cái sản phẩm su xếp hoặc là có một cái sản phẩm khác của công ty nó nằm ở dưới Cần Thơ mình cũng quên nè các bạn mình mình cũng có coi nhưng mình không có uh, không có đọc rõ cái tên công ty đó thì nó cũng có hoạt chất lofenabine thì nó mua nguyên liệu của bát và nó trong đó thì nó có uh, 15 trăm mình nhớ hình như là 15 phần trăm hoạt chất uh, alpha cybermyrin đó các bạn là cái hoạt chất của uh, cái uh, sản phẩm phát tắc ấy thì những cái sản phẩm đó thì chúng ta phun thì rất ok và đối với sản phẩm của cái công ty đó Dương thơ nó có hai vật chất như vậy thì chúng ta có thể phun cái giai đoạn sau cuốn lá giai đoạn lo le lo lo le chỗ các bạn chúng ta phun để nó quản quản lý luôn cái đối tượng là cái bù xích và ở cái vụ gồi thì cái lượng bù xích khá khá nhiều các bạn nhưng mà trong cái giai đoạn mình phát hiện được thì thì lúa chúng ta đã lúa của mình nó đã đến cái giai đoạn thu hoạch rồi và bụi xích nó cũng sẽ làm uh, chúng ta mất năng sức Tương đối nó cũng quá sâu con lá lây gơi cho nên nó không đẹp bằng uh. mọi khi các bạn nhưng mà không sao thì đối với cái đài 28 này của mình thì tới giai đoạn nóng đồng thì nó cũng sẽ đẹp và mình đã bón phân từ khi mà 22 ngày 23 ngày gì đó các bạn đến bây giờ luôn các bạn và mình uh, sẽ rút nước hiện tại thì đến thời giai đoạn này mình sẽ rút nước và mình đợi tính khi đón đồng thì mình sẽ bón đâu đó khoảng 8 kg kali và khoảng 2 kg te2 của công ty phân bón bình điền nha các bạn hoặc là 2 kg ure tùy tình trạng lúc đó cái, cái cái màu lúa như thế nào thì mình sẽ quyết định cân nhắc để bón phân đón đồng cho thích hợp Hiện tại thì cái chiều cao của cây lúa cái bụi lúa cấy của mình nó rơi đâu đó khoảng từ 4 đến 5 tấc bạn, nó tùy theo cái bụi. Thì Bình Quân thì nó rơi vào khoảng 4 tấc rưỡi thì chiều cao này mình nghĩ nó cũng tương đối thích hợp đối với cái lúa đại 28. tám. Rồi thôi chào tất cả anh em và các bạn.